Hello, xin chào mọi người, chào mừng bạn trở lại với channel YouTube Dũng Lô Fishing TV. Ngày hôm nay mình sẽ lên cho mọi người một cái video ngắn. Có một số lý do mà mình sẽ lên cái video ngày hôm nay. Đầu tiên là đầu tuần tới thì mình sẽ đi Côn Đảo, thế nên là mình sẽ mất tầm khoảng một tuần. Mình sẽ không có lên video, không ship hàng được cho mọi người. Thì mình sẽ tranh thủ lên cho mọi người những cái món hàng mà nó vừa kịp về trong tuần này nhé mọi người, để mình có thể kịp ship cho mọi người. Thì cũng nhân dịp video này thì mình sẽ sale cho mọi người một số cái con hàng đó, hàng mới, nhưng mà mình sẽ sale mức giá rất là tốt cho mọi người, để cho mọi người săn sale nha. Đầu tiên sẽ là mồi câu đi, mồi câu với mọi người. Đây, mồi câu rất là đẹp luôn. Những con hàng này sẽ là những con hàng mới nè, nhưng mà mức giá thì sale nha mọi người, sale. Đó, hàng này sẽ là hàng rất là hot luôn. Đều là những con mồi cực kỳ hot trên thị trường, nhưng mà mức giá sẽ là sale hết nha mọi người. Mình sẽ sale hết cho mọi người luôn. Từ Ima đến Megabass đến Chuckle nè. Đó, mọi người nhìn mấy con mồi này là biết hàng rất là hot nha. Chuckle so sát nha, Megabass Vision 110 nha mọi người. Đó, rồi đó là mồi. Cần câu thì mình sẽ báo giá cho mọi người. Một số cái cần mà mình order về cho khách, cần thì mình đã order về, đã ship, đã bán cho khách hết rồi nha mọi người. Nhưng mà mình sẽ báo giá cho mọi người. Nếu như mọi người có nhu cầu, hay là mọi người thấy cái cần nó đẹp, nó có đúng cái thông số ưng ý, mọi người inbox cho mình thì mình sẽ order về cho mọi người nha. Tiếp theo đó là máy câu nha mọi người. Máy câu thì mình sẽ lên cho mọi người một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con máy nha mọi người. Rồi thì như thường lệ, nói sơ qua một chút xíu nha mọi người. Nếu như mọi người muốn mua hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào trong phần Zalo, số điện thoại mình để đây nhé. Mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người. Đó, ở bên mình bán ra cần máy câu, tất cả mọi thứ đều bảo hành cho mọi người hết, nên mọi người cứ yên tâm sử dụng. Có lỗi được đổi trả, rồi trong quá trình sử dụng được bảo hành, vệ sinh, sửa máy, cái lỗi nào nhỏ nhỏ thì mình sẽ sửa cho mọi người miễn phí luôn. Còn những cái lỗi nào mà nó phức tạp quá, mình phải order linh kiện về thì mình sẽ tính cho mọi người cái mức giá tốt nhất nha. Ok, đầu tiên mình sẽ lên cho mọi người đó là con Shimano Antares DC MD HG đời 2023 nha mọi người. Con này bản cao cấp nhất, bản mới nhất của Shimano luôn. Đó, 2023, hàng siêu lướt cho mọi người. Hàng này là đúng nghĩa siêu lướt luôn nha. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đó, như mới, không khác gì máy mới hết nha mọi người. Ốc ác còn zin hết, zin đến từng con ốc luôn. Đó, ốc zin hết luôn nha mọi người, chưa mở lần nào luôn. Và tình trạng máy cũng như máy mới đập hộp luôn. Nhưng mà mức giá mọi người nhận lại sẽ là mức giá hàng thanh lý thôi nha, hàng lướt đấy. Đó, bên mình là chuyên bán hàng lướt cho mọi người, thế nên là mọi người yên tâm nha. Con này thì sẽ còn đầy đủ hộp sắt phụ kiện nha mọi người. Antares DC MDHG 2023. Đó, dòng này thì là một trong những cái dòng máy châu bò thích hợp nhất cho mọi người đánh cá lóc hồ dịch vụ nè, đánh cá lóc tự nhiên, lóc rừng, thậm chí vẫn đánh bằng Antares được, tại Antares nó rất là châu bò nha mọi người. Đó, con này là MDHG. MD ở đây có nghĩa là cái hệ thống Monster Drive, có nghĩa là cái chế độ thắng của nó sẽ tối ưu hóa cho mọi người đánh những cái dải mồi nặng, và khi mọi người ném ra nó rất là xa và không bị rối dây nha. HG có nghĩa là cái vòng tua hai gear thì nó tầm khoảng 7.8 nha mọi người. Đó, left là tay trái nha mọi người. Antares DC sản xuất tại Nhật, bản này thì mới, nó tầm khoảng 13 triệu. Con này hàng thanh lý, hàng siêu lướt, đẹp như mới luôn đấy nha mọi người, không khác gì máy mới luôn á. Đó, siêu lướt. Con này thì mình sẽ để cho mọi người với mức giá là 10 triệu tròn nha. Antares DC MDHG 2023. Đó, nói chung là con này không có gì để mô tả về ngoại hình đấy nha mọi người. Hoạt động thì cũng chẳng khác gì con máy mới hết. Nó êm, nó đầm. Đó. Rồi, giá của nó sẽ là 10 triệu nha mọi người. Shimano Antares DC MD HG 2023, giá sẽ là 10 triệu. Tiếp theo, một cái món hàng mình lên cùng với cái con máy cho mọi người tham khảo luôn nha mọi người. Đây là cái bộ The Rack Titanium. The Rack này thì nó sẽ gắn thích hợp cho con Antares MD hoặc là Antares 2021. Đó, The Rack này cực kỳ hay luôn nha mọi người. Rất là hay, nghe cái tiếng to. Hiện tại là The Rack xịn nhất cho cái dòng Shimano. Trời, nó đã gì đâu. Tiếng rất là hay luôn, tiếng giòn tan luôn nha mọi người. Wow. Đó, tiếng rất là to nha mọi người. Và bên trong thì cũng rất là nhiều những cái phụ kiện đi theo cho mọi người. Đầu tiên là nó sẽ có một cái miếng The Rack này. Tiếp theo là bên trong nó sẽ có rất nhiều những cái phụ kiện. Đó, long đèn, rồi mỡ, rồi cho tới chổi quét. Đó, cho tới những cái đồ mỡ, rồi rất nhiều thứ luôn nha mọi người. Tức là khi mọi người mua cái The Rack này về, mọi người tự ráp ở nhà, mọi người không cần cái linh kiện gì hết.
chỉ cần thêm một hai cái vít thôi là mọi người có thể lắp drag, lắp hoàn thành ok cái bộ drag này. Nói chung là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người hết luôn đấy, hoặc là mọi người có thể nói mình lắp cho mọi người sẵn luôn nha. Ok, nếu như mọi người chốt con máy mà chốt luôn cái này thì sẽ có giá là 1.200.000 nha. Cái này thì mình không có bán nha mọi người, tại vì đợt trước thì khách đặt về ráp cho máy Antares này mọi người. Đó thì mình đặt dư một bộ luôn cho đỡ tiền ship, nên là mình sẽ dư một bộ ra đây. Đấy, ok, 1.200.000 nha mọi người. Giá gốc luôn á, 1.200.000 á. Rồi con máy thứ hai mình sẽ lên cho mọi người. Con này sẽ là con Daiwa Exit LT2500SC khách đời 2018 nha mọi người. Máy này sẽ là máy hàng lướt luôn, hộp sắt phụ kiện đầy đủ hết, đời 2018. Đời 2018 này thì nó sẽ thua đời 2022 một đời nha mọi người. Đó. Ok, ngoại hình của con này thì cũng còn rất là đẹp, hầu như là cũng còn rất là mới nha mọi người, mới mượt êm không xào lắc chân máy nè. Đó, size này của nó sẽ là size 2500S, nếu mà so với size Shimano thì nó sẽ là size bằng với size C2500S nha mọi người. Đó, ok, máy của chúng ta thì rất là nhẹ luôn nha, chỉ có 160g thôi, 12 bạt đạn CRBB, vòng tua 6.2, bề số 1 và 140m, đỡ đắc sẽ được 5kg. Giá con này sẽ là 8.500.000 nha mọi người. Máy đẹp, hộp sắt phụ kiện đầy đủ. Đó, hộp thì mình sẽ inbox cho mọi người sau nha. Video này là một cái video nhanh gọn, thế nên là mình sẽ quay ngắn gọn cho mọi người nha. Rồi, ok, con này sẽ có mức giá đó là 8.500.000 nha mọi người. Daiwa Exit LT2500SC khách, hoạt động thì mượt như mới luôn. Đấy, những cái dòng cao cấp này khi mọi người mua bên mình mà mua máy cũ thì đảm bảo mọi người sẽ yên tâm, tại vì mình bao check, bao test, bao lỗi, bao cho mọi người đi cầm đi chơi luôn, thế nên là mọi người không cần phải sợ đâu. Đó, rồi, con này sẽ có mức giá là 8.500.000 nha mọi người. Daiwa Exit LT2500SC khách, 8.500.000. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người cũng là một dòng máy lua. Con này cũng là Daiwa Exit nhưng mà size lớn hơn xíu nha mọi người. Size này sẽ là size 2500XH. Đó, size 2500XH tức là cái cối nó vẫn là cối 2500 nhưng mà cái thân máy nó sẽ bằng với thân máy khoảng 3000. Đó, bằng với thân máy của dòng 3000 nhưng mà dòng C 3000 nha. Đấy. Rồi, con này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người lua lóc này, lua măng, lua chẽm đều được hết. Đời 2018. Ngoại hình con này thì nó có chỉ sức nhẹ giúp phần đít máy. Đấy, đít máy chỉ sức nhẹ nha mọi người, còn lại là đẹp. Tay bên hông nè, tay gạt cước nè, rulo check test đầy đủ cho mọi người. Đó, dòng này thì nó sẽ có chạm ngược nha mọi người, chạm ngược nè. Đấy, chạm ngược cái lại ở đây nè mọi người, Exit 2018 á. Riêng Exit 2018 nó có chạm ngược thôi nha mọi người. Đó, mọi người đi câu cá lóc thoải mái. Ok, rồi, hoạt động thì êm mượt như mới nha mọi người, hoạt động không khác gì máy mới hết, rất là êm, rất nhẹ. Đấy, Exit 2500. Con này thì sẽ có mức giá là 8.000.000 nhưng mà video này thì mình sẽ sale cho mọi người xuống 500.000 nữa, tức là còn 7.500.000 nha. Daiwa Exit máy này thì chỉ có máy trần thôi, không có hộp. Phụ kiện thì bên mình sẽ tặng kèm thêm cho mọi người, và cái chính sách bảo hành thì luôn luôn có đối với những con máy này. Ok, rồi. 7.500.000 nha mọi người. Daiwa Exit, thông số của nó đây. Con này nặng là 180g, vòng tua 6.2. 12 bạch đạn, rắc 10kg nha mọi người. Rồi, 7.500.000 nha. Máy khá là đẹp luôn. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người, đó là con Shimano Vanquish đời 2016, size 4000. Con này sẽ là tua HG nha mọi người, 4000HG. Trong cái tua 4000HG này khá là hiếm. Rồi, 2016, sản xuất tại Nhật Bản. Thì dòng Vanquish này là một trong những dòng máy cầu cao cấp của Shimano. Nó sẽ đứng sau Stella thôi nha mọi người. Con này nó chỉ đứng sau Stella thôi, nó trên cả Twin Power. Đó, máy của chúng ta thì mượt mà nhẹ nhàng, không xào, không lắc nha mọi người, cực kỳ mượt luôn, rất nhẹ, rất mượt. Vanquish đó. Rồi, con này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người đi câu lua cá lóc nè. Tua nó sẽ là tua HG nha mọi người, nó không phải là tua XG nha. Tua XG thì nó hơi nhanh, tua này sẽ là tua dạng trung bình, nằm ở giữa tua chậm và tua nhanh đó. Máy của chúng ta thì máy cũ đã qua sử dụng, không hộp sắt nha mọi người, có chày xước ở phần rotor nè. Đấy, chày nhẹ đây xíu nè, còn lại trên này đẹp nè. Đây cái chày, đây chày nhẹ miếng nữa nha mọi người. Đó, rồi bên này, bên này cũng còn đẹp, bên này chưa lấm chấm vài vết thôi nha mọi người. Rồi, đít máy nè, con này đít máy còn đẹp nha mọi người, đít máy xước lông mèo
vài vết nhỏ thôi. Đó, chân máy này đẹp keng luôn, van quýt, tay quay. Đó, dòng van quýt này thì đối với cái size mà 3.000 trở xuống thì tay nó sẽ là tay carbon nha mọi người, còn size từ 4.000 đến 5.000 thì tay nó sẽ là tay kim loại như vậy nè. Đấy, núm nè, êm mượt. Rồi, hoạt động thì mình đã check test cho mọi người rulo này. Đó, máy cũ thì check rulo kỹ cho mọi người, tại vì nó mà xào rulo thì cũng hơi phức tạp đấy, khó thay. Thay cái đồ xịn vào thì nó mới bền, còn thay cái đồ mà dởm vào á, thì chơi 1-2 hôm là bị lại liền. Ok, rồi con này thì ngoại hình đẹp nha mọi người. Thông số là trọng lượng 230g, vòng tua 5.8, số lượng mặt đạn là 11+1 nha mọi người. Rất là nhiều luôn, dây số 2 vào 250m, rắc 11kg. Giá sẽ là 5 triệu nha mọi người, 5 triệu Shimano Vanquish 4.000. Nói chung con này là một trong những con hàng hiện tại mức giá thì rất là tốt, nhưng mà chất lượng thì đảm bảo cho mọi người khỏi phải bàn. Đó, êm, mượt, nhẹ, đánh lóc, đánh chẽm. Đánh chẽm cũng được luôn nha mọi người, đánh lóc thì đúng bài, hoặc là mọi người có thể đi câu zigging, line zigging, lua gành hạng nhẹ đều được hết. Rồi, giá sẽ là 5 triệu nha mọi người, Vanquish 4.000 HG 5 triệu. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người một con hàng cho mọi người săn sale nha. Con này sẽ là con Shimano Vanquish C5000 XG đời 2023, đời mới nhất. Giá của nó, giá mới của nó sẽ là 10 triệu, nhưng mà video này thì mình sẽ sale cho mọi người xuống còn 9 triệu thôi nha. 9 triệu thì mọi người sẽ có được Vanquish C5000 XG 2023 mới 100%, nhưng mà chỉ sale duy nhất trong video ngày hôm nay thôi nhé mọi người. Đó, hàng mới, full box, hộp sắt phụ kiện đầy đủ và hàng GDM nhé mọi người, hàng nội địa Nhật nha. Đấy, rồi con này thì khỏi phải bàn rồi, dòng bản cao cấp nhất của Vanquish đời mới nhất 2023. Đó, thích hợp cho mọi người câu từ cá lóc cho tới câu lu gành cho tới câu lục đầu cần, đó đều được hết. Vanquish thì là một trong những cái dòng máy rất là nhẹ của Shimano nhé mọi người, nhưng mà nó có một cái ưu điểm, tuy trọng lượng của nó nhẹ nhưng mà cái kết cấu khung thân của nó vẫn là bằng hợp kim nhôm nhé mọi người. Con Vanquish này cái khung thân nó vẫn bằng nhôm nha, nhưng mà cái trọng lượng của máy lại tối ưu hóa rất là tốt, thế nên là máy rất là nhẹ, nhẹ mà khỏe nữa, chứ không phải nhẹ yếu nha mọi người. Đấy, rồi dòng Vanquish này thì mình hay sử dụng để đi câu so zigging cá chép ở Vũng Tàu, rất là thích hợp, nó rất là khỏe nha mọi người, khỏe. Khi mình thu dây mình tải mồi nó khỏe lắm. Rồi, ok, con này thì sẽ sale cho mọi người duy nhất trong video ngày hôm nay. Giá của nó sẽ là 9 triệu nha mọi người. Trọng lượng của dòng này thì nó chỉ có 220g cho một con máy 5.000. Đó, siêu nhẹ luôn. Vòng tua thì sẽ là 6.2 nha mọi người. Một vòng nó sẽ thu được 105cm. Đó, rồi, giá sẽ là 9 triệu. 9 triệu Vanquish C5000 sale mới 100%. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình sẽ lên săn sale cho mọi người nha. Con này sẽ là con Shimano Stella SW 8.000 HG đời 2019-2020, bản mới nhất, hàng new, bản nội địa, GDM nhé mọi người. Giá mình đang bán là khoảng 18 triệu, nhưng mà hôm nay mình sẽ sale xuống cho mọi người mức giá rất là tốt đó, 16.500.000 nha, 16.500.000 thì mọi người sẽ sở hữu được một con Stella SW 8.000 HG đó, đời 2019. Đối với cái mức giá hàng sale như con Vanquish hoặc là con Stella này á, thì mọi người vẫn hưởng được tất cả những cái chính sách bảo hành, hỗ trợ, bảo dưỡng hậu mãi ở bên kênh mình nha. Đó, mọi người vẫn được nha, chứ không mình không bỏ đi những cái vấn đề đó nha. Ok, rồi Stella này thì đang vào cái mùa câu biển, thế nên là cái size này nó cũng rất là thích hợp cho mọi người đi thì đánh ở nhiều nơi. Thứ nhất là Côn Đảo nè, Côn Đảo thì mọi người có thể đánh ngâm, Phú Quý thì mọi người đánh zigging, hoặc là mọi người đánh ở những cái vùng nước sâu như là Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn thì mọi người vẫn đánh zigging bằng những con này được nha. Đó, size 8.000. Ngoài ra thì mọi người sử dụng để đi lu gành này, lu gành hạng nặng. Đó, săn cá GT nè, bè quịt nè, cá thu ngàn. Đó, rồi Stella 8.000 HG. Máy mới 100%, bên mình cam kết cho mọi người và sẽ có hộp sắt phụ kiện đầy đủ hết, bản GDM bảo hành. Đó, bảo hành cho mọi người. Ok. Rồi, con này thì sẽ có mức giá là 16.500.000 nha. Trọng lượng của dòng này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 610g nha mọi người. 8.000 HG thì cái vòng tua nó sẽ là 5.8, một vòng của nó thu được tầm khoảng 105cm. Rồi, con này thì sẽ có 14 mặt đạn nha mọi người. Stella, dòng máy câu đẳng cấp rồi. Giá sale duy nhất trong video ngày hôm nay cho mọi người đó là 16.500.000. Ngoài ra cái dòng Stella này còn rất là thích hợp cho anh em nào đi đánh cá tra nha, săn hàng. Ok, giá 16.500.000 nha mọi người, chỉ sale trong video ngày hôm nay thôi nha.
Rồi con máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người, đó là một con máy ngang của nhà Daiwa nhé mọi người. Con này sẽ là con Daiwa HRF đời 2020, một trong những cái phiên bản máy tầm trung nhưng mà rất là thích hợp đối với những anh em nào chơi cá lóc ở Việt Nam nha. Đó, cá lóc hoặc đánh nước mặn cũng được luôn. Dòng Daiwa HRF này nó có nghĩa là hard rock fish, tức là dòng máy chuyên đánh ở những cái bờ kè biển, đánh ở những cái kè cảng đó, đánh những con cá hard rock fish, những con cá rock fish nha mọi người, thì người ta sẽ đánh bằng những dòng Daiwa này. Thế nên là nó sẽ có trang bị cho mọi người những cái bạch đạn CRBB kháng mặn rất là tốt nha. Đó, ngoài ra thì nó sẽ trang bị cho mọi người thêm cái dàn nhông đồng bạo lực nữa, thế nên là mọi người đánh cá lóc thoải mái luôn. Rồi ok, con này thì sẽ có thông số, đó là trọng lượng 195g, vòng tua 8.1, số lượng mặt đạn sẽ là 7 cái cộng 1 luôn nha mọi người, khá là nhiều đó. BE số 3 và 120m, giá của nó sẽ là 2 triệu đờ đắc 5kg nha mọi người. Đó, máy này thì rất là đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp keng luôn. Máy tay phải như mới, núm nè mọi người, đấy, núm mới tinh luôn nha. Đó, ok. Rồi, màu đỏ rất đẹp nha mọi người, nước sơn còn bóng loáng luôn, sản xuất tại Thái Lan. Con này thì mức giá mới của nó dao động tầm khoảng 4,5 triệu. Nó bằng với Tatula nhưng mà đẳng cấp của nó thì hơn Tatula rất nhiều nha mọi người. Thứ nhất là nó hơn về bạch đạn này, thứ hai là bạch đạn của nó sẽ là bạch đạn CRBB kháng mặn. Đó. Rồi, máy này thì siêu êm nha mọi người, vào tải êm ru luôn, quay cũng êm ru luôn. Đó, ok, spool nè, không có một tiếng động luôn nha mọi người. Ok, rồi con này thì tua 8.1, về cho mọi người đánh cá lóc, cá chẽm đều được. Đánh lóc thì mọi người sẽ thích hợp cho đánh những con mồi dạng nổi, ví dụ như là mồi nhảy hơi nè, hoặc là mồi đánh lóc bông, đó, đánh nổi kéo nhanh. Rồi, con này sẽ có mức giá đó là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu Daiwa HRF tay phải, cực kỳ châu bò luôn, bạo lực, chơi nước mặn thoải mái, giá sẽ là 2 triệu, cực kỳ ngon. Rồi cái máy tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người, đó là một con Shimano Biomaster size 6000HG đời 2010 nha mọi người. Đó, cái đời này thì cái size 6000 nó sẽ bằng với size 8000, bằng size 8000 nha mọi người, nhưng mà cái cối của nó thì sẽ bằng cối 6000 thôi, thân máy thì sẽ là thân máy 8000. Cái đời này á, thì mọi người ráp cái cối 8000 được nha. Đó, riêng cái đời này thôi, còn những cái đời khác thì nó không được như vậy nha mọi người. Đó, cái đời này của Shimano thì nó lại khác biệt như vậy đấy. Rồi con này là đời 2010, rất là đẹp luôn, Shimano Biomaster, ngoại hình đẹp keng xà beng luôn nhé mọi người. Đó, hàng siêu lướt. Tất nhiên là một con máy mà đã qua sử dụng mà cái đời nó khá là lâu như vậy thì nó sẽ có những cái vết xước lông mèo, nhưng mà ở cái tình trạng như vậy thì mình nghĩ là chấp nhận ok nha mọi người. Đó. Rồi, hầu như là nó chỉ chày lông mèo ở những cái phần ốp thôi, còn phần nước sơn của nó mọi người xem nè, nước sơn bóng loáng luôn, và cái sơn bóng của nó còn rất là sáng nha, nó không bị cháy sơn nha. Đó, mọi người nhìn cái chân máy của nó nè, rất đẹp luôn á, chân máy Biomaster. Đời này thì nó vẫn sản xuất tại Malaysia nha mọi người, Malaysia xuất Nhật. Ok, size này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người đánh ở những thể loại ví dụ như là câu lục nè, hoặc là câu jigging nè, câu lu gành hạng nặng nè. Đó, ok, hoặc câu ngâm, lăng xê, sông hồ, câu cá tra đều được luôn. Giá của nó thì bây giờ rất là tốt nha mọi người. Con này thì sẽ có trọng lượng là 575g, vòng tua 5.7, một vòng thu được 104cm, số lượng mặt đạn sẽ là 6 cộng 1 nha mọi người. Dây BE3 và 300m, giá của nó sẽ là 2.800.000. Đó, ok, 2.800.000 nha mọi người. Cốt của nó sẽ là máy này á, size 6000, đời này nó đổi tay trái phải được hết nha mọi người, nó không cần phải thay cốt nha. Mọi người nhìn cái máy nào của Shimano mà nó cái ren tay quay mà nó có hai kiểu như vậy nè, cái bậc ở trên và bậc ở trên và bậc ở dưới là hai ren, thế nên là nó sẽ đổi tay trái phải được bình thường. Còn những cái máy nào mà nó chỉ có một cái ren chạy từ đầu tới cuối là máy đó phải đổi cốt nếu như chúng ta muốn đổi tay sang tay khác nha. Ok, rồi, giá thì chỉ có 2.800.000 thôi. Giá này thì nó chưa bằng cái con Stradic SW bây giờ, nhưng mà nói chung là con này so với Stradic SW thì mình nghĩ là nó cũng 1810 đấy. Rồi, giá sẽ là 2.800.000 nhé mọi người, Shimano Biomaster 6000HG đời 2010, 2.800.000, máy rất đẹp luôn nha. Rồi, con máy tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con hàng khủng, Shimano Trin Power SW 14000 nhé mọi người, 14000 2015. Đó, 2015, ok. Giá của nó thì siêu tốt luôn nhé mọi người, máy thì đẹp như mới, cực kỳ đẹp. Máy này thì sẽ không có hộp nhé mọi người, phụ kiện thì mình sẽ tặng thêm cho mọi người. Giá sẽ là 6.800.000. Con này thì sẽ là 2015 Stream Power 14000XG, núm độ nhé mọi người, núm độ này. Đó, nhưng mà bên Nhật nó độ,
Độ thì độ là núm xịn nhé mọi người. Núm xịn thế nên mọi người yên tâm. Đó. Trọng lượng sẽ là 650g, vòng tua 6.2, một vòng thu được 134cm. Số lượng mặt đạn sẽ là 10 cộng 1 nhé mọi người. B6 vào 300m, đờ đắc 25kg. Đó. Giá limit bình thường của nó 11 triệu cho cái bạn này. Còn giá cũ sẽ là 6.8 triệu nhé mọi người. Máy này rất đẹp như mới. Rồi, núm độ. Núm này núm độ xịn của Nhật nha mọi người, không phải núm đều ở Việt Nam nha. Ok, rồi. Hoạt động thì cực kỳ êm luôn. Con này hoạt động như máy mới nha mọi người. Twin 14.000. Cái size 14.000 này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người đi câu biển, bóc binh nè, giàn khoan nè. Đó, côn đảo, ngâm, câu cá tra, câu ngâm, lăng xê, sông hồ đều được hết luôn. Size rất là khủng nha mọi người. Ok, máy rất đẹp luôn. Đối với cái đời 2015 này thì mọi người sẽ mua được con máy với mức giá rất là tốt. Nhưng mà chất lượng của nó thì mình nghĩ là nó cũng không thua kém gì đời 2021 hết. Đó. Mọi thứ bên mình đều đã check test cho mọi người đầy đủ nha. Đặc biệt cái phần drag này rất quan trọng trên máy câu nha mọi người. Đó. Chúng ta chỉ cần siết nhẹ thôi là nó rất cứng rồi nè. Ok, rất cứng nha mọi người. Drag nó tới 25kg mà, cứng ngắc luôn. Đó. Tại vì cái miếng drag này trên máy của Shimano nó rất đắt nha mọi người, 400-500 ngàn một miếng. Đó. Thế nên là nếu như hư siết vào mà nó không có lực rác là phải thay, mất vài trăm nữa. Rồi, con này rất đẹp nha mọi người. Về cho mọi người đi phú quý nè, mọi người đi giàn khoan là đúng bài luôn. Twin Power tay quay với mọi người đẹp keng luôn nè. Đó, đúng nè. Rồi máy nè, ốp nè, rulo nè. Đó, rất đẹp nha mọi người. Giá thì chỉ có 6.800.000 thôi. Twin 14.000. Đó, hoạt động thì không xào lắc, không rơ. Êm như mới. Con này là êm như mới mọi người. Rất là êm luôn, không có tiếng động gì luôn. Không hao mòn. Rồi, siêu lướt, giá của nó sẽ là 6.800.000 nha mọi người. Twin 14.000. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ lên báo giá cho mọi người một số cây cần câu mình đặt về cho khách nha. Đầu tiên sẽ là cây Lunamid. Shimano Lunamid S76M nha mọi người. Cây này mình đặt về cho khách quen ở Gia Lai. Gia Lai. Đó. Về thì khách sẽ gắn với máy Shimano Stella C3000MHG nha mọi người. Đời 2022 mình mới đặt cho khách cũng chắc tầm 1 tháng trước. Đó. Bây giờ khách đặt thêm cây cần về để gắn cho nó nha mọi người. Dòng Lunamid này là một trong những cái dòng cần một mức giá rất là tốt. Nhưng mà chất lượng của nó thì cực kỳ ngon nha mọi người. Khoen thì sẽ là khoen Titan. Đó. Phôi thì rất là đanh luôn nha mọi người. Rồi, rất đẹp. Cây này thì mình đặt về với mức giá là 7.500.000. Lunamid S76M. Các size của Lunamid đều tầm khoảng từ lăn quanh 7.500.000 đến 8 triệu nha mọi người. Nếu như mọi người muốn đặt thì cứ inbox cho mình. Đó, đầu tiên là cây Lunamid nha. Cây thứ hai là cây Plazon. Cây này thì mình đặt về cho khách ở đó, khách ở Sài Gòn nha mọi người. Cây này sẽ là cây hàng thường thôi nhưng mà thông số đặc biệt nha mọi người. C611H. Thông số này ở Việt Nam không có bán. Đó, cây này sẽ dùng để cho mọi người đánh mồi lớn. Thế nên là tải mồi của nó maximum tới là 104 ao, tức là tầm khoảng 111g luôn. Đấy, Blazon. Ok. Tiếp theo là mình đặt về cho khách một cây hàng rất là đẳng cấp ở đây nha mọi người. Đó, cây này đặt về cho khách ở Vũng Tàu để đi đánh so jigging, cá chép hoặc là lua gành luôn. Cây này sẽ là cây Genac Defimuthor Sonio 93M, dàn khoen sẽ là kiểu RG nha mọi người. Đó, một trong những cái dòng cần cực kỳ đẳng cấp. Khi mọi người nhìn xa, mọi người có thể thấy là cây cần này nó không có gì đặc biệt á, nhưng mà khi mọi người nhìn gần và mọi người soi vào là mọi người. Đó, những cái đường nét hoàn thiện của nó khác biệt hoàn toàn so với những cây cần khác. Đó. Đường nét hoàn thiện rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, Genac Muthor Sonio 93M. Khoen rất là nhiều luôn, khoen titan. Đó, khoen RG thì nó sẽ là kiểu này nha mọi người. Đó, khoen K thì nó sẽ là giống như cái khoen thông thường. Khoen RG này thì nó sẽ giúp cho giảm ma sát trên cái quá trình dây nó đi ra trên cây cần, giúp cho cây cần này ném rất là xa. Nhưng mà đặc biệt nó phải đánh với dây thích hợp nha. Nếu mà đánh với dây to thì nó không còn hiệu quả nữa. Đó, cây này là một trong những cây cần chùm sò để đánh so jigging luôn. 93M, dài 2m, khoảng 2m8 mọi người. 2m7, 2m8. Đó. Độ cứng M, độ cứng M này là medium nhưng mà dòng cần này nó tải mồi rất là cao nha mọi người, tầm khoảng maximum 80g. Đó, cây này thì mình đặt về giá new đó là 15 triệu cho khách ở
Vũng Tàu luôn, 15 triệu nha mọi người. Đây cái túi này kìa. Ok. Rồi, tiếp theo đó là một cây Shimano Cost Sniper X-Tool nha mọi người. Bản này thì mình sẽ đặt về cho khách ở Long An. Bản này thì mình đặt mới luôn, tại vì khách thích hàng mới chứ không thích hàng đã qua sử dụng. Hàng mới này thì mình đặt về mức giá đó là 11 triệu. Nói chung là cũng khá cao, tại vì bây giờ nó hết hàng nha mọi người. Đó. Rồi, Cost Sniper X-Tool, size của nó sẽ là 106mm, sản xuất tại Nhật. Đó. Cây này thì mình rất thích cái dàn khoen của nó. Khoen rất đẹp luôn nha mọi người. Và đánh cá lóc thì chùm sò luôn. Đánh cá lóc mà rê ngầm á, dây rê nhái thật mọi người. Rất đẹp nha. Shimano Cost Sniper X-Tool. Rồi. Cái này đặt mới nha mọi người. Còn nếu như mọi người muốn kiếm những cái hàng cũ mà dòng X-Tool này vẫn có nha. Nhưng mà nó sẽ có chảy sức nhẹ nhẹ. Đó, mức giá của nó thì rất là tốt nếu mà hàng cũ, còn hàng mới thì nó vẫn phải cao thôi mọi người. Ok, rồi. Cây tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là cây Shimano Xzen Infinity đời 2023 mới nhất, một cây cần đẳng cấp chuyên đánh si bát. Đó, nhưng mà mình sẽ đặt về cái thông số cho khách đó là S90MH cho mọi người. Đó, 2.7 độ cứng MH để cho khách đi lua hoặc về sưu tầm hoặc là lua. Đó, khách thì sưu tầm hoặc là lua lóc chẽm. Rất đẹp luôn nha mọi người. Ok, cây này thì mình đặt về cho khách với mức giá là 13.500.000. Đó, còn ví dụ như mọi người muốn thương lượng giá mọi người cứ inbox cho mình, nhưng mà giá niêm yết mình để ra sẽ là 13.500.000 nha. Ok, Xzen Infinity. Okay, bây giờ mình sẽ lên cho mọi người cái tiết mục mồi câu giá thanh lý nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người một trong những cái dòng mồi rất là nổi tiếng nha. Con này sẽ là con Chuckle Sausage. Giá mới của nó tầm khoảng 350. Còn bây giờ mình sẽ thanh lý cho mọi người. Đó là 280.000 một con nha mọi người. Mồi mới 100%. Đó, chỉ có những cái màu như hình thôi nha mọi người. Con này sẽ là con đầu tiên là Sausage 52SB nè, 52SB rồi 58SB nha mọi người. 58 thì nó sẽ có được hai màu. Đó, đồng giá sẽ là 280.000 một con Chuckle Sausage. Những con này thì nó sẽ chuyên cho mọi người đánh cá cháp nè, cá cháp hoặc là cá chẽm, đánh trong đường nước mặn là thích hợp nhất. Ok, màu này thì quá nổi tiếng rồi nha mọi người. 350, sale còn 280.000. Còn 4 con như hình nha mọi người. À, tất cả những con mồi ở đây thì mình sẽ lên cho mọi người. Có bao nhiêu mình sẽ lên cho mọi người bấy nhiêu nha. Chỉ có màu và size như trong video mình quay thôi nha mọi người. 280 nè. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lên cho mọi người đó là dòng Megapass Vision 110 nha. Vision 110 thì mình sẽ lên từng mã màu và từng size cho mọi người nha. Đầu tiên sẽ là cái bản 110R 2 plastic nha mọi người. Đó, size 110. Màu sắc thì sẽ như hình nha mọi người. Mồi cũng sẽ là mồi mới 100% luôn. Đó. Con này thì mức giá của nó sẽ tầm khoảng 420 thì mình sẽ sale xuống cho mọi người đó là 350 một con nha. 350 một con. 350 một con. Vision 110, những con này thì chuyên cho mọi người đánh cá cháp nè, à đánh cá chẽm nha. Cá chẽm, cá nhồng. Cá chẽm, cá nhồng là thích hợp nhất. Rồi 350.000 một con. Màu như hình nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ lên cho mọi người đó là cái dòng mồi của Chuckle. Đó, Chuckle Riran 110. Những con này thì cũng có mức giá là tầm khoảng 390.000 một con. Thì mình sẽ sell cho mọi người xuống đó là 330.000, mồi mới 100%. Đó, mồi của Chuckle nha mọi người. Size của nó là size 110. Đó, thông số thì sẽ như video nha mọi người. Thông số nó ở đây nè. Mọi người để ý nha, mình quay thì mình sẽ quay cái rõ cái thông số cho mọi người xem ở đây nha. Đó, mọi người có thể nhấn dừng hoặc là chụp màn hình lại mọi người kiểm tra. Đó, màu sắc rất đẹp luôn nha. Rồi, giá của nó sẽ là 330.000 một con, chuyên cho mọi người câu cá nhồng nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lên cho mọi người đó là dòng mồi Dual Reel Spin. Size và màu sẽ như video mình quay nha. Và mỗi màu này thì mình sẽ có được hai con. Mỗi màu sẽ được hai con nha mọi người. Mức giá của những con này là tầm khoảng 260.000 một con. Còn mức giá sale trong video ngày hôm nay sẽ là 200.000 một con nha mọi người. Đó, dòng mồi này thì nó sẽ có trọng lượng là 14g, dài 40mm, thích hợp cho mọi người câu cá lóc nè, câu cá mú, câu cá chẽm. Đó, câu cá măng cũng được luôn nha mọi người. Rất là nhạy cá luôn. Nó sẽ có cái đuôi nó xoay nè, thì nên nó mới gọi là spin nha, spin nè. Đó, cái đuôi, cái thìa nó xoay được nè. Ok. Màu thì sẽ có nè, màu một màu nè, hai màu nha mọi người. Mỗi màu mình sẽ có được hai con nha. Ba màu nè. Đó. 4 màu nè, 5 màu nè, 6 màu nha mọi người, tầm khoảng 6 7 màu gì đó. Mức giá sẽ là 200.000 một con, mồi mới 100% nha mọi người.
Rồi tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người đó là dòng mồi Ima Sasuke 75 sát, dòng mồi huyền thoại để cho mọi người câu cá chẽm nè, câu cá chẽm, câu cá măng, câu cá nhồng, thậm chí là câu cá lóc đều được luôn. Đó, màu sắc thì mình sẽ có được 5 màu như hình nha mọi người. Mức giá niêm yết sẽ là 350.000, mức giá sale sẽ là 300 nha mọi người, 300.000 cho một con. Đó, 300.000. Thì chỉ duy nhất trong video ngày hôm nay thì mình mới sale dòng mồi này thôi nha mọi người. Còn video khác thì mình sẽ để mức giá bình thường và những ngày khác cũng vậy thôi. Đó, 350 nha mọi người, chuyên cho mọi người câu cá chẽm luôn. Nói chung con này là huyền thoại rồi, cực kỳ nhạy cá luôn. Và rất nhiều các dòng mồi nó làm phách theo con này là mọi người biết cái độ hiệu quả của nó rồi nha. Đó, mồi này sẽ là mồi chính hãng của Ima. Lợi thì mọi người không cần phải thay, mọi người cứ về mọi người cầm móc vào và câu thôi. Đó, rồi 300.000 một con nha mọi người, duy nhất trong video ngày hôm nay. Có được 5 màu như mọi người xem trên hình nha. Mỗi màu thì mình sẽ có được 5 con nha. Rồi dòng mồi tiếp theo mình sẽ sale cho mọi người đó là con Dual Checkbait nha mọi người. Relic 100, con này sẽ là size 130S, 130S dài 130mm và Action Sinking nha mọi người. Con này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người đi câu lua cá nhồng, cá chẽm ở ngoài gành nha. Lua gành là thích hợp nhất. Đó, ok rồi. Size này thì rất là ok. Lua nhồng là đúng bài luôn nha mọi người. Đó, hiện tại đang vào mùa cá nhồng nè. Mọi người đánh nổi nó không ăn thì chúng ta thử sang đánh chìm. Đó, thì hên xui nhé mọi người. Nhưng mà nói chung nó sẽ là dòng mồi chuyên để đánh gầy. Rồi, màu sắc thì mình sẽ có được như hình nha mọi người. Mức giá của những con này sẽ là khoảng 300.000 một con. Thì mình sẽ sale trong video này cho mọi người đó là 250.000 nha. 250.000 một con, màu chính hãng của Duo. Màu sắc thì sẽ như hình nha mọi người. Như hình, mỗi màu thì sẽ có được một con thôi nha mọi người. Mọi người nhanh tay thì sẽ được. Đó, trọng lượng của nó sẽ là 24.5g nha mọi người. Rất là nặng, ném rất là xa nha. Rồi 250.000 một con Duo, chuyên cho mọi người đánh gành nha. Rồi tiếp theo mình sẽ lên thanh lý cho mọi người mồi, nói chung là mỗi loại một con, còn một con và cái màu sắc và size cũng như hình luôn nha. Đầu tiên sẽ là con Megabass Kagelo 98S, con này thì tầm khoảng 300.000, thanh lý cho mọi người 250 nha, 250 con này nha. Đó, về cái action hoặc là cái trọng lượng thì mọi người tra trên mạng giùm mình nha. Đó, 250. Rồi tiếp theo sẽ là con Megabass X80 mạc gum. Con này thì cũng hàng mới 100%. Lưỡi sẽ là lưỡi gamma rất là sắc bén luôn nha mọi người. Mới, con này giá mới của nó tầm khoảng 420 thì sale xuống cho mọi người đó là 330 nha. 330. Rồi. Tiếp theo là con này sẽ là con Lipless Hardcore. Đó, Hardcore Lipless Minao 90F. Giá mới của nó tầm khoảng 300. Sale cho mọi người xuống còn 220 nha. 220.000. Theo đó là con này là con Duo Thai Minao, con này tầm khoảng 300.000 hàng mới. Bây giờ sale cho mọi người còn 200.000 nha. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là mồi Lipless nha. Con đầu tiên sẽ là con Hardcore Lipless nha mọi người, Duel nè. Con này thì sale cho mọi người còn 200 nha. Con này 200 nha mọi người. Đó, mồi này thì chuyên câu cá chẽm, cá nhồng. Vision 110 giá tầm khoảng 420, sale xuống cho mọi người. Con này sale 300 nha. Rồi, con này thì cũng sale cho mọi người 300 luôn, 110R 300 nha. À, đúng rồi, 300 luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo con này nè. Con này Lipless luôn nha, Lipless 200. Rồi, con này là TN50. TN50 này thì giá mới của nó cũng tầm khoảng 300, sale cho mọi người 200 nha. 200 một con, Chuckle. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người một cái dòng mồi của Duo nha mọi người. Con này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người đánh cá bơn nè. Cá chai, đó, những con cá mà sống ở cửa biển mà bãi cát đó, thì đánh bằng những mồi này rất là hiệu quả. Hoặc là mọi người có thể đánh cá nhồng cũng được, nhưng mà cá nhồng thì mọi người phải kéo, nói chung là đánh hơi mỏi tay chút xíu, đánh phải nhấp chứ không để nó chìm xuống dưới đáy. Rồi, những con này thì mình sẽ sell cho mọi người đó là còn 200.000 một con nha. 200 một con nha mọi người. Ok. Vậy ok, vậy là mình đã lên hết tất cả những cái món hàng trong video clip ngày hôm nay rồi nha mọi người. Mồi nè, mồi quá trời luôn, máy câu. Rồi, nếu như mọi người muốn mua hàng thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào trong phần Zalo số điện thoại mình để đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye.